hơi thơm để ăn kèm với cái để ăn đói. Rồi, ok. Mắm gừng. Rồi, đây là món nhím. Nhím hấp, đặc sản của nhà hàng này. Mấy nhà mình ăn rau nhá, mấy em bé ăn món rau nhá. Cơm cho chữ cho mày này. Chú nói đùa. Đây là nhà Nhật Ly ở Phan Đình Phùng, 88 Phan Đình Phùng. Nhà này là bán thịt thú rừng, giờ này năm ngoái là bị truy quét bắt bán thịt lậu rất nhiều. Nhưng mà năm nay vẫn hoạt động. Đây là món nhím, trong đây sẽ có một số món khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.